Mến chào quý cô chú ha. Hôm nay quay trở lại nhà vườn của Nguyễn Hân có một số hoa mẫu đơn gồm có trang sen xưa, mỹ cam, mỹ vàng. Hôm nay rực rỡ hoa, muốn giao lưu tới toàn thể quý cô chú nha. Sau đây gặp Nguyễn Hân để chi tiết một số mặt hoa nha quý cô chú. Rồi chào Hân ơi. Dạ, kính chào quý cô chú anh chị ạ. Kính chào kênh Phó HTV ạ. Hôm nay nhà vườn Hân Nguyễn của con ở ấp Tân Phú, xã Tân Phú Trung, cho Hành Đồng Tháp. Số điện thoại của con là 0704636733, cũng là số Zalo của con ạ. Lời đầu tiên thì con xin chân thành cảm ơn quý cô chú đã ủng hộ con những clip vừa qua. Hôm nay con cũng có lên nhiều số mặt hàng như trang sen. Mã đầu tiên con xin giao lưu là mã số 0, một cây trang sen ạ. Một cây trang sen, mã số 0. Trang sen này sen xưa nha quý cô chú, cánh tròn ha. Đặc biệt cái búp nó giống như một cái hoa giả nha quý cô chú. Dạ, tổng chiều cao là 1m3. Cánh đen 80 ạ. Cây này đang lên búp mà quý cô chú. Đặc biệt khi mà nó phun mặt hoa rồi là rực rỡ nha. Cây một cốt. Nó thân này tầm khoảng 5 cm. 11.5 tính 11 anh ơi. Rồi, này. Cái này đế nở. Có đế ha. Dạ. Dạ. Dạ, mã đầu tiên, mã số 0 con xin giao lưu là 300.000 con ba sống và ship ạ. Rồi, 300.000 một cây trang sen. Tiếp theo mã số 1 vẫn là một cây trang sen. Dạ, tiếp theo là mã số 1 cũng là một cây trang sen ạ. Dòng này hoa rất là đẹp. Cây tổng chiều cao 1m2. Đáng ngang 55 ạ. Đây, cái búp nó giống như cái bông ngủ vậy quý cô chú. Tròn tròn ha, cánh cũng vậy luôn, cánh hoa thì tròn. Mình thân mình đo dưới đây không anh? À, đo đại diện nữa đi. Dạ là 11 quanh á. Ngay vị trí đó là 11. Dạ 11 quanh. Cây này một cốt giót luôn nghe quý cô chú. Ở đây thì 9 quanh á. Rồi, một cốt giót lên nè. Rồi dạ, giá đó. Mã số 1 con xin cho luôn là 300.000 con ba sống bao ship luôn ạ. Rồi. Tiếp theo, mã số 2 vẫn là một cây trang sen. Đặc biệt là một cốt nhưng mà cái thoát thân nó hơi thấp thôi nha quý cô chú. Dạ, mã tiếp theo là mã số 2 con cũng xin cho luôn là một cây trang sen ạ. Dòng này rất là sai hoa. Dạ, cây tổng chiều cao 1m1. Đáng nghiêng 60 ạ. Cánh tròn ha quý cô chú. Đó, màu hoa rực rỡ. Dạ, quỳnh thân 10 ạ. Rồi, mình thân vị trí đó 10. Cây này cái dáng hơi nghiêng nghiêng tí ha, đế nè, để sổ. Dạ, mã số 2 này con cũng xin giao lưu là 300.000 con ba sống ba ship luôn ạ. Rồi. Tiếp theo, mã số 3 vẫn là trang sen. Mới nở ra nó màu cam cam, khi mà hoa già cái nó đổi thành màu đỏ nha quý cô chú. Đây, cánh tròn nè. Đặc biệt nó phun mặt hoa, cái búp nó giống như hoa giả nè ha. Dạ, tiếp theo là mã số 3 cũng là một cây trang sen luôn. Dạ, cây tổng chiều cao là 1m25. Đáng ngang 70 ạ. Dạ, Quỳnh Thân, con đo được 12. Rồi, đây có cái cọng rễ rất là lực ha. Cây này thì một cốt thoát thân khoảng 2 cm. Dạ, mã số 3 này cũng xin giao luôn là 300.000 con bao sống bao ship luôn ạ. Rồi. Tiếp theo, mã số 4 vẫn là một cây trang sen tiếp theo. Dạ, tiếp theo là mã số 4 cũng xin giao lưu là một cây trang sen luôn ạ. Xây cái tàn ở cái form ra thôi. Đó, rò, quá đẹp. Cái mặt hoa nó quý cô chú, cái búp rực rỡ nè. Rồi, cho chiều cao luôn. Cây này cao nha quý cô chú. Không tới luôn. Dạ, 1m3 đi. 1m3 có dư. Dạ. Cánh ngang 80 ạ. Đây, cái búp nè. Cái búp nó giống như là một cái hoa mũ vậy đó. Rất là cứng. Dạ, Quỳnh Thân ở đây con đo được 11 ạ. Rồi, này thoát thân khoảng 5 cm nha quý cô chú. Dạ. Mã số 4 này con cũng xin giao lưu là 300.000 con bò sống bò xíu luôn. Rồi. Tiếp theo, mã số 5. Ôi, cây này có phom tàn đẹp ha. Một cốt, phom tàn gom. Dạ, tiếp theo là mã số 5 cũng là một cây trang sen luôn ạ. Dạ, cây tổng chiều cao là 1m17. Đáng ngang 80. Đây mình thân một cốt với cô chú anh chị. Dạ, quanh 10 á. Quanh thân 10. Này đến đế chạc nha quý chú. Này thoát thân khoảng 1,5 cm đi. Dạ, mã số 5 con này con cũng xin giao lưu là 300.000 bao sống bao ship ủng hộ toàn quốc luôn ạ. Rồi. Tiếp theo, mã số 6. Đặc biệt cái dòng này cái đọt nó rất là cứng nha quý cô chú. Khi mà cái búp nó nở lên là nó đứng lên vậy nè. Dạ, tiếp theo là mã số 6 cũng là một cây trang sen luôn.
Dạ, cái tổng chiều cao là 1m2. Để được phơm tàn đặc. 8.065. Cái này quá sát cái cũ rồi. Dạ 14 mình ạ. Rồi. Này một cốt nha quý cô chú. Đó. Dạ, mã số 6 này con cũng xin giao lưu là 300.000, 400.000 con bao sống bao ship luôn ạ. Rồi, mã số 6 400.000. Tiếp theo, mã số 7. Cây này thì dáng hơi bye bye. Dạ, tiếp theo là mã số 7 cũng là một cây chiên sen luôn. Dạ, cây tổng chiều cao là 1m. 8.060. Cái bút nó giống nhiều hoa mũ ha, nhìn. Dạ, Quỳnh Thăng đây là 8.5 con tính 8 ạ. Rồi, cây dáng bay. Đặc biệt cái đế nó sổ nè, đế nôm nha quý cô chú. Dạ, mã số 7 này con xin giao lưu là 250.000 cũng bao sống bao ship luôn. Rồi. Tiếp theo. Dạ, tiếp theo là mã số 8 là con xin giao lưu một cặp Mỹ Cam. Cây form toàn đẹp ha. Mỹ Cam, cây này tổng chiều cao 85. Kẹo búp hết trơn. 80. Quá sáu bắp luôn quý cô chú. Cái này nở rực rỡ, một cốt lên hai thân. Dạ, một cốt hai thân. Dạ, quảnh đây con đo là 14 ạ. Rồi. Dạ, bên đây con đo được 15. Cái này là nguyên cái cũ luôn. Hai cây này nói chung là động trạng luôn quý cô chú ơi, chung dạ, một dáng luôn. Mã số 8 này con xin giao lưu một cặp là 300.000 con bao sống bao ship ạ. Rồi, 300.000 gồm hai cây, bảo phí ship về tận nhà luôn. Tiếp theo. Mã số 9 cũng gồm hai cây Mỹ Cam. Dạ, tiếp theo mã số 9 gồm hai cây Mỹ Cam. Hai cây này chung dáng nha quý cô chú. Một cốt. Dạ, tổng chiều cao là 77. 8.067. Đây lên búp kẹo hết trơn, không còn sót cái đọt nào hết trơn. Dạ, Quỳnh Thân ở đây là 9 ạ. Một cốt mà cũ chạc luôn ha. Dạ. Cũ rất nở, này thoát thân khoảng 5cm đây. Bữa nay nguyên quỳnh, cái cục thịt nạc. Quỳnh Thân ở đây cũng chín luôn ạ. Rồi, nguyên cũ luôn. Dạ, nguyên cũ 16. Đây, mặt hoa rất là đẹp nha quý chú. Dạ, cặp số 9 này con cũng xin cho luôn là 300.000 bao sống bao ship luôn. Rồi. Tiếp theo, mã số 10. Vẫn là hai cây. Cây này một cốt nhưng mà hoành thân lực nha quý cô chú. Phơm tàn thì gom. Dạ, tiếp theo là mã số 10 con xin cho luôn là một cặp Mỹ Cam luôn. Quá xa rồi. Mỹ Cam luôn. Mỹ Cam luôn. Dạ, cây tổng chiều cao 1m05. 8.080. Một cốt đây con đo là 12 qua quỳnh rửa con tính 12 ạ. Cũ nó nở nha quý cô chú. Cũ chạc. Và đặc biệt quý cô chú mình muốn thoát thân cây này cao thì về mình chiết khe cái nhánh này nè, lên nó giót lên tới đọt ha. Bên đây. Dạ, cây bên đây quỳnh thân của nó gần 10 ạ. Rồi, này thoát thân khoảng 5cm, cái đế lực nè. Dạ, cặp số 10 này con xin giao lưu là 400.000 bao sống bao tiếp phương hội toàn quốc luôn nha quý cô chú chị. Hai cây rất là duyên. Tiếp theo. Mã số 11. Gồm hai cây Mỹ vàng. Tiếp theo mã 11 là một cặp Mỹ vàng chanh. Hàng bim bim ạ. Dạ, cây tổng chiều cao 60. 8.045 đi. Đây, có chị hai cho quý cô chú anh chị luôn ạ. Hoa rực rỡ ha. Cái này một cốt nhưng mà nó đâm tượt lên quý cô chú. Em đo cái tổng đi anh ha. Dạ, tổng là được 10 hoành ạ. Một cốt. Dạ, bên đây được 11 hoành ạ. Mỹ vàng chanh. Dạ, cặp mã số 11 này con xin cho luôn là 300.000 bao sống bao tiếp luôn nhau quý cô chú anh chị. Rồi. Tiếp theo, mã số 12. Vẫn là một cặp Mỹ vàng. Cây này cây chanh cây nghệ ha. Dạ, tiếp theo là mã 12 con cũng xin vô luôn một cặp, một cây chanh một cây nghệ. Dạ, cây tổng chiều cao là 65. 8.050. Đặc biệt Mỹ vàng hoa rất là sáng ha. Vàng rực rỡ. Dạ, quảnh đây em đo được 10 anh. Rồi, một cốt. Dạ. Một cốt lùng. Cây bên này nguyên bệ. Cây nghệ. Dạ, được 13 ạ. Cây bên đây thì nó cũng liền một cốt nhưng mà tại vì nó lên 3-4 tượt quý cô chú ơi. Đây, Mỹ vàng nghệ. Cây chanh cây nghệ. Rồi. Dạ, mã số 12 này con xin giao lưu là 300.000 cũng bao sống bao ship luôn ạ. Rồi. Tiếp theo. Mã số 13 vẫn là một cây chanh một cây nghệ luôn. Dạ, tiếp theo là mã 13 là cũng một cây chanh một cây nghệ luôn ạ.
đặc biệt luôn này, nhỏ nhỏ xinh xinh ha. Dạ, hàng Bim Bim. Cây này tổng chiều cao 55. Cây chanh. Tán ngang 55 luôn à. Mỹ phần chanh. Nguyên bệ. Nguyên bệ là con đo được 13 hoành á. Cái này hàng bụi về quý cô chú mình vô chậu mình can tàn ra vậy nè. À, rất là đẹp luôn. Dạ bên đây thì được 12 hoành. 12 hoành cây nghệ. Đây, Mỹ phần nghệ. Mỹ phần nghệ chạy sọc nhẹ. Rồi dạ. Giá luôn. Mã cọc số 13 này cũng xin vô luôn là 300 ngàn con sống hồi tiếp luôn ạ. Tiếp theo mã số 14 vẫn là một cây chanh, một cây nghệ luôn. Cây bên này là cây nghệ quý cô chú. Dạ tiếp theo là mã 14 cũng xin vô luôn là một cặp mỹ vàng, một chanh, một nghệ ạ. À. Dạ cây tổng chiều cao 65. Bán ngang 50 ạ. À. Nè. Lì cũ nhưng dạ. Mà nó lên nhiều 12 hơn. Hoành ạ. À. Cây chanh. Dạ bên đây được 14 hoành ạ. À. Dòng bỉ rất là mạnh nha quý cô chú. Đây đây, hoa lên búp về nè, về nó nở rực rỡ. Dạ cặp mã 14 nha con, xin giao luôn là 300 ngàn con ba sống hơn tiếp luôn ạ. À. Rồi. Tiếp theo. Mã số 15. Dạ tiếp theo là mã 15 là một cặp mỹ cam ạ. À. Hàng này về để tự nhiên vô chậu là rất là đẹp luôn quý cô chú. Mình con lên phơm tàn cho nó tròn thôi. Dạ cây này tổng chiều cao là 82. Tán ngang 80. Phơm tàn rất là đều ha. Dạ. Này mình tính một bốp chính giữa nhưng mà nó lên nhiều thân, mình tính bụi đi. Dạ bụi đi anh. Dạ bụi này con đo là được 31 hoành á. Đây có cái thân chính này quý cô chú. Chính này hoành thân cỡ 6-7 á. Rồi bên này có một cái thân lực ha. Dạ. Một cốt. Dạ ở đây con đo được 12 rưỡi tính 12 ạ. À. Dạ tiếp theo mã 15 này con xin giao lưu là 300 ngàn bao sống một xíu một cặp mỹ cam luôn ạ. À. Rồi. Tiếp theo mã số 16 vẫn là một cặp mỹ cam luôn quý cô chú ơi. Dạ tiếp theo là một cặp mỹ cam mã 16 ạ. À. Dạ tổng chiều cao là 1m02. Tán ngang 90 ạ. À. À rất là sáng ha. Dạ. Nè chủ trong anh đâu nguyên bệ đi. Dạ nguyên bệ là được 25 hoành anh. Rồi tổng là 25. Dạ. Đây nó có cái thân chính ở đây nha quý cô chú. Rồi bên này cũng có cái thân chính luôn. Dạ bên đây được 20 hoành ạ. Rồi giá cặp này luôn. Dạ cặp mã 16 này con xin giao lưu là 350 ngàn con ba sống bao xíu phù hộ cầu quá nhau với cô chú chị. Tiếp theo mã số 17. Dạ tiếp theo là mã số 17 chính là một cặp mỹ cam. Có một cây này nó hai màu nè. Rồi dạ. Cây mỹ cam và vàng hơn. Cây tổng chiều cao 85 ạ. À. Tán ngang 80 ạ. À. Đây, vàng hồng đột xanh, bông đậm. Ủa, và mỹ cam. Trồng giờ uống lên luôn rồi. Trồng là giờ nó liền bụi luôn rồi. Dạ, liền bụi luôn rồi. Hai màu cho lạ ha. Dạ, ở đây là tổng hình con đo 20 ạ. À. Rồi. Mình đo xanh ha. Đo tổng luôn đi. Đo tổng luôn nha. Cái này hàng bụi mình. Dạ, bên đây được 26 ạ. À. Rồi. Dạ cặp mã 17 này con xin vô luôn là 300 ngàn con bao sống bao xếp. Rồi mua một được 3 màu luôn. Mua được 3 là 3 ấy luôn nha quý cô chú. Một bụi gồm 2 màu mỹ cam và vàng thường. Tiếp theo mã số 18 là một cặp mỹ cam. Đặc biệt cái cây bên này cái phơm tàn lên rất là đẹp luôn. Full. Dạ tiếp theo là mã 18 con xin vô luôn một cặp mỹ cam ạ. Dạ cây tổng chiều cao 65. Tán ngang 67 ạ. Cây phơm tàn rất là đều ha. Dạ. Dạ tổng bụi này 26 ạ. Dạ tổng bụi bên đây 18 ạ. Cây nào cũng có cốt chính dần nha quý cô chú. Dòng mỹ này nó hay đâm tột kia đó. Rồi giá luôn. Dạ cặp mã 18 nha con xin vô luôn được 300 ngàn bao sống bao tiếp luôn ạ. À. Rồi.
tiếp theo, mã số 19. Quá xá cây Mỹ vàng này. 19 là một cây quý cô chú, Mỹ vàng chanh. Dạ, tiếp theo là mã 19 con xin giao lưu là một cây Mỹ vàng chanh đó. Quá xá cái bông luôn rồi. Dạ, cây tổng chiều cao là 1m, là 1m05. Tán ngang 80. Rồi xay cái hoa nó ra cái thằng. Ôi ơi, cái hoa nhánh nó xệ luôn rồi. Một gang tay không giáp quý cô chú nè. Mỹ vàng chanh. Quá xá cái hoa nó to. Nhánh nó quặt luôn. Cái này một cốt. Ổng đợi em đây là 18 ạ. Một cốt mà lên nhiều thân nha. Dạ. Này quý cô chú khui xuống là một cốt nha. Dạ. Rồi, giá là 19 thì con xin giao lưu là 400.000 con bao sống bao ship nha quý cô chú anh chị. Rồi. Tiếp theo mã số 20 vẫn là Mỹ vàng chanh. Tiếp theo là mã 20 cũng là một cây Mỹ vàng chanh ạ. Cây này một cốt lùn. Dạ, cây này tổng chiều cao là 82. Tán ngang 82 luôn ạ. Mà hoa Mỹ vàng chanh nó sáng. Dạ, một cốt đây con đo là được 10 rưỡi tính 10 nha quý cô chú anh chị. Rồi, này một cốt lùn nha quý cô chú nè. Dạ. Rồi, giá mã 20 này con xin giao lưu là 300.000 con bao sống bao ship luôn ạ. Tiếp theo mã số 21. Cây Mỹ vàng chanh luôn. Cây này một cốt nha quý cô chú, thoát thân tầm khoảng 3 cm. Dạ, tiếp theo là một cây Mỹ vàng chanh nè. Mã 21. Dạ, cây tổng chiều cao là 80. Tán ngang 70 ạ. À. Đặc biệt cái dòng hoa Mỹ vàng chanh nó màu sáng mà nó sai hoa, bứt kẹo hết trơn. Dạ, hàng cây này một cốt. Một cốt. Dạ, cây này một cốt chín lành ạ. À. Nó có thoát thân nha. Dạ. Rồi. Mã 21 thì con xin giao lưu là 350.000 con bao sống bao tiếp luôn ạ. À. Rồi. Tiếp theo mã số 22. Một cây Mỹ vàng nghệ. Dạ, tiếp theo là mã 22 một cây Mỹ vàng nghệ ạ. À. Dạ, cây tổng chiều cao 80. Tán ngang 65 ạ. À. Đây cũng một cốt. Một cốt luôn. Dạ. Liền cũ rồi. Dạ, 12 hoành ạ. À. Rồi, giá dạ, luôn. Mã 22 này con xin giao lưu là 200.000 con bao sống bao ship ạ. À. Rồi. Tiếp theo mã số 23. Dạ, tiếp theo là mã 23 là một cây vàng hường đột xanh bông đậm. Phồn tàn này rất là đẹp ha, tự nhiên mà nó. Cây tổng chiều cao 90. Kẹo quốc hết trơn quý cô chú. Tán ngang 75 ạ. À. Rồi, quá xá luôn. Vàng hường đột xanh bông đậm. Dạ. Này cũng bụi. Dạ, tổng đây con đo là được 23 ạ. À. Này cái thân chủ nằm đây nha quý cô chú, tại vì tôi cũng nhảy nhiều. Dạ, rồi, mã, giá luôn. Mã 23 này con xin giao lưu là 200.000 con sống bao ship ủng hộ toàn quốc luôn nha quý cô chú anh chị. Lên tiếp theo. Dạ, tiếp theo là mã 24 là một cặp Mỹ ấy, một cặp vàng hường đột xanh bông đậm ạ. À. Gồm 2 cây, một mã dạ, số. 2 cây. Rồi. Vàng hường đột xanh bông đậm. Hoa rất là đậm nha quý cô chú. Dạ, cây tổng chiều cao 75. Tán ngang 70. Đây con đó đây là được 12 hoành ạ. Rồi. Bên đây là có củ. Hàng nguyên củ dưới là 13 hoành ạ. Bên này là củ liền nha quý cô chú. Dạ, củ liền. Liền đặt luôn. Dạ, mã 24 thì con xin giao lưu là 300.000 con bao sống bao ship ạ. Tiếp theo. Dạ, tiếp theo là mã 25 là một cặp Mỹ vàng chanh ạ. Mỹ vàng chanh gồm 2 dạ. cây. Dạ, cây tổng chiều cao là 73. Tán ngang 65. Này về vô chậu để tự nhiên gì vẫn đẹp nha quý cô chú. À. Dạ, đây con đo là được 10 hoành ạ. Rồi, một cốt liền. Dạ. Dạ, bên đây con đo là được 10 rưỡi ạ. Rồi, dạ, mã 25 này con xin giao lưu là 300.000 con bao sống bao ship luôn ạ. À. Tiếp theo. Dạ, tiếp theo là mã 26. Là một cặp Mỹ vàng chanh luôn. Nhỏ nhỏ xinh xinh rất là đẹp ha. Dạ. Cây tổng chiều cao 65 ạ. À. Tán ngang 50. Kẹo búp hết trơn quý cô chú. Dạ, con đo ở đây được 10 ạ. Rồi, dáng hơi bài ha.
Dạ bên đây thì được 8,5. Này liền một cốt không nha quý cô chú? Liền. Dạ, mã 26 này con xin giao lưu là 300.000 con ba sống con xíu luôn. Rồi. Dạ tiếp theo là mã 27, tức là mã cuối cùng luôn anh. Là một cặp Mỹ vàng chanh. Mỹ vàng chanh. Dạ. Cái này tổng chiều cao 50. 8,63. Cây này phơm tàn đẹp nha quý cô chú. Cây này một cốt ạ. Một cốt rất lực ha. Đo. Dạ 11 quạch đó. 11 là đo ngay vị trí eo nha quý cô chú. Dạ. Dạ đây 9 quạch ạ. Rồi cái bông này nở rực rỡ ha. Dạ cặp mã 27 này con xin giao lưu là 300.000 con bao sống bao ship ạ. Cuối clip thì con cũng kính chúc quý cô chú anh chị đầu tuần vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm ăn phát tài phát đạt, rồi giờ xem clip ủng hộ con với anh Thái được nhiều hơn nữa anh. Rồi. Xin chào á. Rồi. À, nãy giờ mình báo giá một số mặt hàng rất là nhiều và hoa rực rỡ nha quý cô chú. Rồi Pháp Thái TV cùng với nhà vườn kính chúc cho quý cô chú nhiều sức khỏe, đầu tuần làm ăn công việc được thịnh vượng, phát tài nha. Hẹn gặp lại.